Dạ, mình chào bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay tiếp tục đến với nhà vườn Thanh Đức giao lưu phô hoa với Mỹ nha bà con. Phô hoa với Mỹ rất đẹp luôn, củ bình dáng trực ha. Giờ đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với Thanh Đức à. Chào Đức. Dạ em chào anh Liêm, chào quý cô chú chị đang xem kênh của Liêm ha. Hôm nay em tiếp tục lên một số phôi đế đặc ha, lùng lực. Không là mất thời gian em làm mã vào mã tiếp theo là mã số 36. Cái này là hoành cổ là 18. Tổng cao là 51. Sổ đế là 24. Cây mã số 36 này em giao lưu với giá 170k. Cây này đế đặc hay của chính gì? Tiếp theo em lên cây mã số 37. Cây này đế cũng cực kỳ đặc ha. Hoành là 16. Tổng cao là 54. Sổ đế là 23. Cây mã 37 này em giao lưu với giá là 150k. Tiếp theo em lên cây nha, mã 38, hoành cổ là 14, tổng cao là 57, sổ đế là 28. Cây mã 38 này em giao luôn với giá là 140k. Em mã 39, hoành cổ 13, tổng cao 48, sổ đế là 27. Cây mã 39 em giao luôn với giá là 130k. Mã 40, hoành cổ là 16, tổng cao 52, sổ đế là 26. Cây mã 40 này em giao luôn với giá là 140k. Mã 41, cây này một rễ của chúng chị. Hoành cổ 17, tổng cao 65, sổ đế 26. Cây mã 41 này em giao lưu với giá là 140k. Cây này lùng lực. Cây mã 42, hoành cổ là 19, tổng cao là 44, sổ đế 26. Cây mã 42. 42 này em giao lưu với giá là 100. Mã 42 em giao lưu với giá là 140k. Tiếp theo là mã số 43, hoành cổ là 16, tổng cao là 45, sổ đế là 24. Cây mã 43 này em giao lưu với giá là 140k. Thêm lên cái mã số 44, hoành cổ là 16, tổng cao 44, sổ đế là 25. Cây mã số 44, 44 này em giao lưu với giá là 140k. Thêm lên cây mã số 45, hoành là 15, tổng cao 51, sổ đế 25. Cây mã 45 này em giao lưu với giá là 140k. Thêm lên cây mã số 46, cái này lùng lực để đặt cho chúng chị. Hoành cổ là 18, tổng cao là 42, sổ đế 23. Cây mã 10, 46 này em giao lưu với giá là 150k. Thêm lên cái mã số 47, cây này để đặt luôn. Hoành cổ là 19, tổng cao 51, sổ đế là 28. Cây mã 47 này em giao lưu với giá là 170k. Tiếp theo lên cái mã số 48, hoành cổ là 19, tổng cao 52, sổ đế là 25. Cây mã 48 này em giao lưu với giá là 170k. Cây này chỉ cần em chiều nhiều thôi chứ chị. Thêm mình cái mã số 49, hoành cổ là 17, tổng cao 45, sổ đế 25. Cây mã 49 này em giao lưu với giá là 130k. Tiếp theo là mã 50, này một vỉa lắc thôi quý anh chị. Hoành 16, tổng cao 59, sổ đế 25. Cây mã số
50 này em giao lưu với giá là 140k. Tiếp theo là mã 51, cây này đế đặc. Vành cổ 16, tổng cao 58, sổ đế 22, cây mã 51 này em giao lưu với giá là 150k. Xem lên mã số 52. Vành cổ 16, tổng cao 53, sổ đế 23, cây mã 52 này em giao lưu với giá là 150k. Thêm lên mã 53. Vành cổ là 17, tổng cao 65, sổ đế 26, cây mã 53, em giao lưu với giá là 150k. Thêm lên mã 54, cây này lùng đực cũ đế đặc. Vành cổ là 17, tổng cao 52, sổ đế 20, cây mã 54 này em giao lưu với giá là 140k. Thêm mã lên mã 55. Vành cổ 12, tổng cao 50, sổ đế 22, cây mã 55. 55 này em giao lưu với giá là 120k. Thêm lên cái mã số 56. Vành cổ là 17, tổng cao 53, sổ đế 22, cây mã 56. 56 này em giao lưu với giá là 140k. Tiếp theo lên cái mã số 57. Vành cổ là 16, tổng cao 85, sổ đế 25, cây mã số 57 này em giao lưu với giá là 150k. Thêm lên mã 58. Vành cổ 19, tổng cao 56, sổ đế 21, cây mã 50, 58 này em giao lưu với giá là 130k. Tiếp em lên mã 59. Này dán hai bay. Vành cổ 15, tổng cao là 42, sổ đế là 23, cây mã 59 em giao lưu với giá là 140k. Tiếp thêm lên mã 50. 60. Ở trầm mã 60. Vành cổ là 15, tổng cao 57, sổ đế là 30, cây mã 60 này em giao lưu với giá là 140k. Cây này bởi đế quái hay có đúng chị. Thêm lên mã số 61. Vành cổ 16, tổng cao là 46, sổ đế là 20, cây mã số 61 này em giao lưu với giá là 140k. Xem lên mã 62. Vành cổ là 17, tổng cao 55, sổ đế 29, cây mã số 62 này em giao lưu với giá là 140k. Xem lên cái mã số 63. Cái này dán nhìn trên nó bay hơi. Vành cổ là 14, tổng cao 46, sổ đế 26, cây mã 2, cây mã 63. 63 em vô lưu với giá là 140k. Thì mình cái mã số 64. Vành cổ là 21, tổng cao là 38, sổ đế là 29, cây mã 64 này em giao lưu với giá là 150k. Thêm lên cái mã số 65. Vành cổ là 15, tổng cao 55, sổ đế 27, cây mã 65 này em giao lưu với giá là 140k. Thêm lên cái mã số 66. Vành cổ 14, tổng cao 50, sổ đế 26,
cây mã số 66 em giao lưu với giá là 120k. Em lên cái mã số 67. Quành cổ là 16. Tổng cao là 59. Sổ đế là 25. Cây mã số 67 này em giao lưu với giá là 140k. Em lên cái mã số 68. Quành cổ 17, tổng cao là 47, sổ đế là 27, cây mã số 48, 68 này em giao lưu với giá là 130k. Tiếp theo em lên cái mã số 69. Quành cổ là 16, tổng cao là 56, sổ đế là 30, cây mã 69 này em giao lưu với giá là 140k. Mã 69 cũng là mã cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ ạ.